Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành apk và bản cập nhật 1.140 mang tới những cái con rồng sẽ có mặt bên server chính vào thứ ba các bạn nha. Mời các bạn đến với tiêu điểm tướng chúa tể rực lửa Hewin. Hewin là thủ lĩnh của Long tộc đầu tiên rời khỏi Long tộc các bạn để tiến về thế giới loài người, tái xuất trong Esperia để cùng những con người chiến đấu chống lại người địa ngục theo lời hứa của mình năm xưa với nữ thần Điêu Ra. Và Hewin của chúng ta là một trong những tù trưởng của tộc huyết tiết. Thì để xem Hewin của chúng ta sẽ mang sức mạnh như thế nào, thì mời các bạn sẽ xem qua những hình ảnh sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với bộ kỹ năng nhanh của con tướng này. Rồi, các bạn có thể thấy đầu trận đấu nó sẽ triệu hồi ba cái ấn lửa, ba cái góc này và những cái ấn này nó sẽ phóng ra những cái cục lửa và gây sát thương. Chiêu nổ của win thì sẽ biến thành một con rồng lửa rất ngầu và mạnh mẽ các bạn. Để nhận xét thì về độ ngầu của con win này khi hóa thành dạng rồng. The Dragon Nix Queenet không có tuổi để so sánh các bạn. Con rồng kia nhìn rất mỏng manh và không hề có phụ kiện trang trí, còn các bạn nhìn một con thủ lĩnh của tộc huyết tích này nó khác hoàn toàn so với con quay một lông nhân ẩn thân giữa loài người thì con này nó được trang bị tận răng đó mang trong mình cái ấn cái độ nhìn nó rất là ngầu và đẹp ha kể cả con này là con rồng rồng giống đực nữa các bạn nên nó ngầu và nó to hơn rất là nhiều với cái độ mảnh mai và eo lạ của con dragonite thì đó là nhận xét đầu tiên về ngoại hình của con rồng này và ngồi những cái ấn dưới đất các bạn ấn này có khả năng gây sát thương nó còn có một tác dụng nữa đó là nó giảm sát thương chí mạng của con Hewin này. Khi mà ăn sát thương chí mạng con tướng của chúng ta, có thể ẩn thân vào những cái ấn này. Tránh nhận phải sát thương chí mạng. Và ngoài việc tránh nhận phải sát thương chí mạng từ những cái dấu ấn rồng trên mặt đất, dấu ấn lửa trên mặt đất các bạn, thì con tướng này sẽ được phục hồi máu dựa trên những ấn này. Bạn xí bằng nhìn nha. Em nó đang bị focus vào và nó có cả khiên, cái chiêu khiên này. Sau khi bị con Ziki không vào nó đã lũi sang một cái ấn khác và các bạn thấy ngay lập tức trên mặt đất nó mấn mất đi một cái ấn dấu ấn ha sau đó thì nó được hồi máu rồi chiêu nộ thì sẽ hất tung toàn bộ đối phương vào trung tâm của chiến trường và những cái ấn này đang hoạt động nè sau khi bị dính sát thương chí mạng nó lại trồi lên lên tại một vị trí ấn khác và tiếp tục xả skill tiêu diệt cái địch rồi cô một mình con Jonas thì nó quay ngược lại thời gian còn một mình con Rush, nó quay ngược lại thời gian ha Nhưng mà kết quả trận chiến vẫn vậy các bạn Có một cái nếu mà những cái ấn rồng như thế này Nó được reset nữa thì quá đẹp Ở đây thì các bạn có thể thấy là khi mà nó xài Thì các bạn không thấy nó được reset ha Và khi nó xài mất cái này Thì nó sẽ mất đi cái hiệu ứng gây sát thương từ những cái cục này Hay uổng các bạn Đây Nó trồi lên chỗ này Và chỗ này nó bị mất mất một cái hiệu ứng gây sát thương nha Tuy nhiên chiêu nộ của con này vẫn là đẩy cái địch vào trung tâm của chiến trường Và gây sát thương bắn phá bằng sát thương lông ngô Rất là ngầu Rồi nếu mà nó dính sát thương nó sẽ tiếp tục nhảy sang vị trí một cái ấn khác được đặt trên mặt đất các bạn Rồi Ziki sẽ bắn vào nó nè Sau đó nó lại nhảy qua một cái ấn khác nấp nè các bạn Con rồng đang bay lên kìa khạc. mạnh không các bạn rồi khúc cuối nhìn thực sự ngầu khúc cuối khi mà nó đã tiêu diệt con Jonas thì thực sự rất là ngầu ha và sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi chi tiết bộ kỹ năng của chúa tửa chúa tể rực lửa Hewin đầu tiên sẽ là kỹ năng nổ đây là kỹ năng thời tiết và như lúc nãy mình đã nói ha chỉ có một con rồng được biến hình trong một trận chiến khi Hewin bước vào chiến trường, anh sẽ triệu hồi 3 pháp trận ma thuật rực lửa kế thùa thuộc tính của mình. Và mỗi 6 giây, các pháp trận ma thuật sẽ nhắm vào mục tiêu kẻ địch ở xa nhất và phóng một quả cầu lửa gây sát thương bằng 180% hiệu quả tấn công của anh lên cái địch dọc theo đường đi của nó, tức là tất cả cái địch trên đường đi đều phải bị dính sát thương. Chủ động, Huynh sẽ chuyển sang dạng rồng, triệu hồi những cơn lốc lửa ở trung tâm chiến trường gây sát thương bằng 200% hiệu quả tấn công của anh lên tất cả các kẻ địch và các pháp trận ma thuật rực lửa khiến lửa rơi xuống từ bầu trời gây sát thương lâm ngôn bằng 300% hiệu quả tấn công của anh ấy lên tất cả các kẻ địch và ngọn lửa sẽ tiếp thêm năng lượng cho các pháp trận ma thuật giảm 90% tần suất tấn công của chúng và tăng sát thương của ba cầu lửa tiếp theo lên 50%. Chỉ một tướng trong đội hình của bạn có thể thay đổi hình dạng bất cứ lúc nào. Giống như cái con đời ra con, Nick, của các bạn ha. Ok, thì như vậy cái pháp trận này nó sẽ được cường hóa khi mà con này xài chiêu nộ gia tăng thêm sát thương nha Cấp 2, ngọn lửa long tộc kéo cái địch về phía trung tâm của chiến trường Cấp 3, khi bắt đầu trận chiến, Hewin sẽ thay đổi không khí sang trạng thái rối loạn ma thuật Khiến tất cả các tướng thông minh trừ anh ta không thể nhận thức nguyên tố ma thuật Làm giảm sát thương mà họ gây ra 10% Ngồi ra, sau mỗi lần Hewin sử dụng tối thượng của mình Sát thương sẽ giảm thêm 5%, tối đa là 20% tốc độ hồi phục năng lượng của tất cả các tướng thông minh địch sẽ giảm 30%. Kiểu những con rồng hiện nay anti mấy con tướng hiện tại đang hot meta như là Wagon, Simira, Libeta, Lucilla, Damian là các kiểu bạc. Bài... Kiểu vậy luôn á. Rồi, chúng ta đến với chiêu thứ hai mang tên là bảy lửa thù Động. thụ Động các đồn đánh thường của Hewin sẽ ưu tiên cái địch có cá máu thấp nhất. Và sau khi Hewin dán hai đồn vào mục tiêu, mục tiêu sẽ bị mắc kẹt trong biển lửa. Cái địch bị mắc bẫy sẽ bị bất động trong vòng 1 giây và chịu sát thương bằng 160% hiệu quả tấn công của nấy mỗi giây. Cấp 2, sát thương tăng lên bằng 200% cấp 3, sát thương là 250% và cấp 4, cái địch bị gài bẫy trong vòng 2 giây. Cú đánh mắc ma. Hywin sẽ tập hợp sức mạnh và đập cây gậy của mình xuống đất, khiến mặt đất dưới chân cái địch ở xa sập xuống. Cái địch sẽ nhận sát thương bằng 320% hiệu quả tấn công của anh ấy và bị hất tung lên không trung. Đồng thời, tất cả các khiên của địch bị loại bỏ và chúng không thể nhận được khiên trong vòng 3 giây. Anh Tì luôn còn ở wagon Lucy hết các bạn. Nói chung là những con này nó làm cho những con tướng cũ, chúng ta ao meta luôn. Mục tiêu bị trốn ván trong vòng 2 giây. Cỡ như thế này thì ở Wagon Losers đi vào BBB thì nó nó tán ra một phát thì coi như mất luôn cả khiên thì coi như làm sao mà làm ăn được gì nữa đúng các bạn. Mục tiêu bị trốn ván trong vòng 2 giây. Sau khi vào chiến trường, anh sẽ ưu tiên kích hoặc hiệu ứng kỹ năng lên ký địch ở vị trí đối diện trực tiếp với mình. Ở cấp 4, khi sử dụng kỹ năng chủ động, hiệu Win còn chọn thêm tướng địch ở gần nhất làm mục tiêu cho kỹ năng đó. Các bạn thấy cái con ở Wagon Losers nó là con tướng dạng ủi vào đúng không? Nó ủi vào, nó thích ủi vào tim mình và thế nào nó cũng là con tướng ủi đứng gần nhất cái con Ewing. Và đây đúng là một trong những kỹ năng mà anh ti lại con con uh, qua Lucius đó các bạn. Bật khiên với anh thì anh đập cho một phát mất khiên luôn. Con này thì nó không dễ bị focus vào và không dễ chết vào đầu trận nữa chứ. Như vậy thì trong BBB thì con này thì gặp con Wagon Lucius. Chắc là Wagon Lucius gọi là bố các bạn. <laughs> Rồi chúng ta đến với chiêu thứ tư mang tên là Tri Thức Thần Bí thụ Động. Win có thể hiểu biết sâu sắc về mọi phép thuật trên thế giới và đối đối với mỗi đòn đánh thường mà anh phải nhận từ tướng địch. Sát thương phải tiếp nhận theo cùng một kỹ năng, sẽ giảm 10%, tối đa là 40%. Và mỗi 12 giây, Win và đồng minh có phần trăm máu thấp nhất sẽ nhận được khiên bằng 600% hiệu quả tấn công của Win trong vòng 6 giây. Và trong thời gian tồn tại của khiên, giảm sát thương từ kỹ năng này sẽ tăng là 20%, tức là có khiên, ấy, thì giảm sát thương sẽ tăng tối đa là 60% thì phải ở cấp 2, trong 2 giây sau khi nhận khiên, Hywin miễn nhiễm với các hiệu ứng không chế, có khiên là miễn nhiễm CC luôn. Ở cấp 3, các tướng đồng minh có khiên sẽ tạm thời chia sẻ kiến thức của Hywin và nhận được hiệu ứng giảm sát thương từ kỹ năng tri thức thần bí của anh. Ngon ha. Có cả cả khả năng giảm sát thương nhận vào cho tướng đồng minh. Và ở cấp 4, Hywin có thể thu thập các kiến thức từ bài học của người khác. Khi các tướng đồng minh nhận sát thương từ tướng địch, kiến thức mà Hywin sẽ tăng lên và mức giảm sát thương tối đa của khi năng này sẽ là 60%. Đó giảm sát thương nhận vào 60% luôn các bạn. Bút thêm khiên thì khả năng mà cầu cưa và sống sót của con này là rất là cao. Và xin giới thiệu một xíu con đây là lớp tướng thuộc tướng Long Thông Minh, hệ là pháp sư và vai trò chính là duy trì sát thương nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phù điêu và trang bị và nội thất. Về phù điêu thì là cái chiêu mắt ma nè, chiêu mắt ma với xích Sorry các bạn, với ẩn 30 thì nó sẽ chọn thêm một tướng địch ở gần nhất là mục tiêu và ở ấn 60 thì nó gia tăng thêm cái cái việc mà giảm sát thương tối đa lên là 60% kỹ năng cuối cùng các bạn tri thức thần bí rồi trang bị độc quyền của Hewin chúa tể cho bụi sức mạnh đòn đánh thường của Hewin sẽ tăng lên bằng 108% hiệu quả tấn công của nấy mươi 10 20% sát thương đồn đánh thường của Hewin sẽ bỏ qua khiên hai 20 sức mạnh của đòn đánh thường của Win sẽ tăng lên bằng 5% máu tối đa của mục tiêu, tối đa là bằng 250% hiệu quả tấn công của anh ấy. Xích 30. Khi sử dụng đòn đánh thường, win sẽ nhắm mục tiêu thêm vào quy địch ở góc nhỏ nhất so với mình. Xích 40. Với 4 đòn đánh thường mà Win sử dụng, anh sẽ chịu hồi ngọn lửa rồng để bắn phá các mục tiêu, gây sát thương long ngôn bằng 150% hiệu quả tấn công của anh lên cái địch trong phạm vi như vậy thì con tướng này chúng ta lên xích 40 thì nó gia tăng thêm sát thương đầu ra cho con này ha cơ bản là một con tướng rất giàu sát thương đây là nội thất các bạn nội thất là một trong những cái mà cần có khi chúng ta chơi con tướng này để nó kích hoạt cái khả năng tự bảo kê chính mình với ba món nội thất thì chúng ta sẽ kích hoạt kỹ năng ân huệ rực lửa với mỗi ba đòn đánh thường mà Hewin sử dụng, tất cả các nguồn lửa rồng sẽ phóng một quả cầu lửa vào mục tiêu. Như vậy thì nó gia tăng thêm cái việc mà phóng quả cầu lửa vào mục tiêu của bạn nghe gia tăng thêm sát thương Chính món nội thất pháp trận ma thuật rực lửa có thể bảo vệ hewin và khi hewin nhận sát thương chí mạng anh trở nên miễn nhiễm với sát thương đó và dịch chuyển tới một pháp trận ma thuật rực lửa nên anh hấp tụ toàn bộ sức mạnh của nó để khôi phục toàn bộ máu trở nên bất tử và không thể bị nhắm mục tiêu trong vòng một giây pháp trận ma thuật biến mất có một cái điểm trừ nhỏ nhỏ nhưng mà chắc chắn là phải làm kiểu đó rồi. Nếu mà cái con này pháp trận ma thuật nó cứ hồi lại liên tục thì ai chơi với nó đúng không bạn. Nếu pháp trận ma thuật sau khi bị phá hủy, sau khi bị hấp thụ nó lại sinh ra tiếp pháp trận khác thì con tướng này được xem là một trong những con tướng bất tử luôn các bạn. Nhưng mà cái điểm yếu, điểm trừ của con này thì các bạn cũng có thể thấy rõ khi mà pháp trận ma thuật này nó bị hấp thu mất thì nó giảm sát thương gây ra bởi những ngọn lửa triệu hồi đến từ cái hiệu ứng trang bị độc quyền các bạn trang bị độc quyền cấp 40 của vị tướng này nó sẽ giảm xuống rất là nhiều nó giảm xuống cái số lượng ngọn lửa được triệu hồi và tấn công khi địch nó giảm khá khá lượng sát thương đến từ vị tướng này các bạn nha nhưng mà phải vậy nếu mà im ba quá thì con nào chơi lại con này thì chỉ cần các pháp trận này nó có khả năng được tái tạo lại thôi là đây là một trong những con tướng lỗi nhất game này luôn không thể chạm được nó luôn các bạn đừng nói chi mà gây sát thương tiêu diệt nó hoặc là nó cho cái khả năng phục hồi pháp trận trong một cái điều kiện hạn chế nào đó Ví dụ như là khoảng bao nhiêu giây thì nó phục hồi Hoặc là điều kiện tiêu diệt được cái địch thì nó sẽ phục hồi lại Thì như vậy thì cũng được nhưng mà nó cũng phải vẫn quá bá đạo các bạn Nếu như cái chiêu đó được cho phép ha Rồi và tất nhiên cái chiêu này các bạn thấy á Các những cái cục lửa như thế này nó có thể gây sát thương cho tất cả các cái địch trên đường đi Mặc dù sát thương không lớn nhưng nếu được kích hoạt cái tốc độ siêu nhanh tốc độ đánh nhanh các bạn tốc độ đánh nhanh cùng với việc con này nó vốn nó đã có một chiêu gom quái lại một chỗ kết hợp chung với một vài con tướng có khả năng gom quái khoát khác thì những cái pháp trận này nó sẽ có khả năng bắn phá chung một mục tiêu như vậy lượng sát thương đầu ra của con Hewin này là vô cùng dồi dào và với cái khả năng lượng sát thương đầu ra dồi dào như vậy thì khả năng vào Metabot đặc biệt là quân quốc bị nghiền rủa CR là vô cùng cao và tất nhiên rồi các bạn con này nó anti được cả ở Wagon Lucid cùng với những con tướng lớp tướng thông minh, bút khiên, có khả năng bút khiên và giảm sát thương nhận vào như vậy thì khả năng con này hot meta BBB là chuyện sẽ có. Còn hot meta đi map hay không thì con Hewin này còn khá là khó nói. Nhưng với khả năng cầu cưa khá lâu của mình thì con này cũng có khả năng hot meta đi map luôn đó các bạn. Tại vì nó không dễ chết ha. Không dễ chết mặc dù không giàu sát thương bằng con Wynet. Nhưng mà con này được cái khả năng mà khả năng sinh tồn của con này quá tốt với cái chính muốn này thất độc quyền thì khả năng sinh tồn của vị tướng này khá tốt các bạn chúng ta có thể nhận xét như vậy. Rồi, và các bạn nghĩ như thế nào về vị tướng này, chủ tể rực lửa Hieu Win thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video. Và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.